chè mà không kêu rồi. Chơi rồi chính ra. Chơi rồi ngồi xuống, chơi rồi ngồi xuống. Buổi tối đi rồi đây ngồi chơi với nội đây. Chỉ gặp Emily mới cười thôi, không cười với ai hết. Thế nào đó, tập trung không? Không cưng của bố Hoàng không? Thế bà đây chứ? Không thấy bà nữa. Cười đi. Ngồi khóc rồi. Nó không yêu bà nội. Nó nói bà nội ăn đi, bà nó phải ăn mới khỏe. Xe đọc. Quậy đó, cô ngủ quậy rồi đó. Không muốn hả? Muốn không, nó ngọt quá. Có đâu ngọt đâu ta. Tại vì bây giờ cái khẩu vị của má thì nội mì mà má ăn má còn nói ngọt nữa, nó chi là nó kiến. Em đi tới ngủ với bà ngoại, bà nội nha. Chịu không? Bà nội cho nằm đây nè. Kéo cái giường kia lại kìa cho nằm kế hả? Quay qua đây nè. Em bé nhỏ nhất đó, bởi vì mỗi lần mà bà nhìn thấy thấy em là giống như bà nào cũng nở nụ cười hết trơn. Biết trai gái không? Nào nói con trai chứ. Con trai con gái vậy? Có biết không? Hả? Con trai hay con gái biết không? Vuốt tóc ngược lên cho giống con trai. Trai con gái gì? Trời ơi, trai con gái. Con gái. Gái hả? Gái. Chuyện giọng con trai. Con gái. Nguyên ngày nay không ăn gì hết trơn bà. Má nguyên ngày nay không ăn gì. Đem đồ ăn ra mà không ăn. Nãy bà nói chứ bà cho ăn. Không thì chị Hương chỉ nói mấy bà bạn của chị cũng vậy nữa đó, giống như cái bệnh mà rạn trí á, là giống như nó là giống như là má, cho giống như nó là cho ăn sâu, ăn phân, ăn nhiều thứ chứ giống như trong đầu á lúc nào cũng tưởng tượng vậy á. Ý là hôm qua nói cháo không đưa cục thịt sờ sờ nói vẫn nó là cháo trắng, nó là cháo thịt mà không chịu. Con gái nè, trời có bông nè, ta không có đá bông thôi. Không bà má mới hỏi chợ tay chích đau quá không cho vui luôn. Nếu mà ở đây sáu lỗ tai hình như là 3-6 tháng, khi nào nó lớn như em này nó muốn xỏ con anh dẫn đi xỏ chứ giờ nó không á, đau lắm. Cái gì xỏ chứ không đau đâu. Xong đau rồi. Ở Việt Nam á là đẻ ra là xỏ liền, còn đây không có xỏ, đây phải tự em đi xỏ. Thấy chích ngừa thấy mình đứt ruột rồi thôi. Đi khỏi đeo không? Khỏi. Đi không cần đeo. Ôi tôi cái mặt kìa. Cái mặt kìa. Cái mặt quậy quạng kìa. Lắc âm xong mà mệt mỏi. Ê. Uống sữa nha Famil chú nha. Hả? Ờ.
Ừ. Giờ bà nói bà đau cái gì bác sĩ tới khám cho bà. But this morning she said on this side, but now she's saying on this side. So I don't know. And did she eat anything today? She would ask us to make her food, and then we'll bring it over, and she'd be like, she would say, oh, I didn't ask for that, or I'm not hungry, or just leave it, I'll eat later. So it's always like that. It's really hard to get her to eat. And if there's an instant where we do able to get her to eat, maybe like 3 bites max. Okay. Yeah. Is she doing the intro though, or a protein drink, or some drinks? No, we've been holding it off for this past week. Because of the diarrhea. Diarrhea, yeah. And this morning, I think around 9:30, I gave her 1 milliliter of the hydromorphine. So I guess I could give it to her again sometime after 12. To go to the toilet? To pee, or should just use an independence to pee? No, she's still telling us like when she needs to go and bring her. Her belly is soft. I hear about today she was yesterday and the day before a little bit. Just, and was she taking any problems? No, like just straight diarrhea. It would be diarrhea mixed with like soft stool. Yeah. And has she complained of any nausea or vomiting? No, today was the first time. Bà không, bà không có lấy tiền. Bác sĩ ở đây không có lấy tiền. Đòi biểu tiền bác sĩ. Chút xíu con đưa cho. Chút xíu xong rồi con đưa cho bác sĩ ha. Không, con có rồi, chút xíu con đưa ha. Chút xíu bác về, bác sĩ về con đưa. Không lấy chút xíu bác sĩ về con biếu cho bác sĩ ha, để yên tâm hồi chút xíu con biếu. Đòi đưa tiền cho bác sĩ ở đây đâu, bác sĩ nào lấy tiền ở đây đâu. Dạ con biết rồi, con biết, chút xíu con đưa. Đợi được chút xíu con đưa, con có là con được ha. Tội nghiệp ha, thấy bác sĩ nè, thấy tội nghiệp bác sĩ nói biếu tiền cho bác sĩ uống nước. She may get more constipated, so I'm sorry, what is it that we might start using? Is it sent the hydromorphone? Oh, that's that might be the other name for that. It can, because it's a narcotic. Okay, he wanted me to explain to you that her, you know, blood pressure dropped really low this morning, and she asked us to switch her back and forth. She was uncomfortable, something. Mm-hmm. So she was probably hoping that she changed position, maybe. So that's what he was trying to do to you. You probably, I knew what they said. Yeah, because you would, saw the number, you probably knew what he's saying, right? Something just universal. Mấy bạn ở đây, gia đình thì cũng biết là cái tình trạng của bạn là không còn có nói đúng được cái gì nữa. Dạ dạ, không phải, bà biết. Bác sĩ đi về. Dạ dạ, con nói rồi, bà biết. Dạ. She said, please translate for me. Make sure she knows. She's so sweet. She's very, very kind to everyone. Anh Trâm mới lại, anh Trâm mới cho mấy trái lê. Còn mấy trái lê bà nó sợ. Không đi vô rồi bác. Này. Bầu. Bầu trong quay. Anh Long nó nằm ở trong cái đám nó bị vậy vậy căng bầu. Bầu của mình tới nãy mình nó nằm ở trên ngoài mình không thấy đâu em. Mày cho anh quà. Đây ngồi lên cái bàn này nè. Ngồi lên cái bàn, ngồi cái bà đi. Bà muốn thì con phải làm theo bà nghe không?
Nói bà ơi con ở đây nè, con chăm sóc cho bà nè, bà đừng có lo. Nắm tay bà đi. Nói bà phải khỏe mạnh, sống lâu với con. Nói làm sao với bà? Thôi định đi lấy máu để... Nô nô ngồi đó được rồi, rồi. Để gắn cái ống vô đi, để hút nước ra mà đi không nổi. Mệt quá. Chưa? Con kia nó tắm xong chạy ra kệ okay, cho chơi với nội đó, nội đi rồi chút xíu con tắm đi. Không có ăn uống gì hết trơn. Chuyện miệng cho bà đi con. Rồi. Nói đi bà phải ăn nhiều để cho khỏe rồi chăm sóc cho con bà nữa. Bà nội có nhiều giấy hả? Hả? Bà nội có nhiều giấy hả? Bà nội thích á, bà thích để vậy đó. It's okay. Thì con nói bà đi, nói bà phải ăn nhiều. Bà nói bà phải ăn nhiều để sống lâu với con, rồi phải coi chừng con nữa cho mẹ con đi làm. Rồi hát nữa đi, hát lại đi. Đút bánh cho nội ăn đi. Bình nó mặn lắm. Mặn lắm hả? Hát bà ơi bà đi. Bình nó mặn lắm. Bà hát bà ơi bà cho bà nghe kìa. Bà ơi bà. Yêu bà lắm. Thôi đi. Chúc bà chân dốc. Chúc bà trắng. Bà trắng bà mây. Hát đi. Cháu yêu bà. Cháu nắm bàn tay khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Cháu vâng lời. Cháu biết bà. Mà nội miếng, hung mà nội miếng nè. Nè, hung mà nội miếng mày chụp hình nè. Hung nội miếng, ừ. Nói nội phải sống lâu với con. Rồi mau quá mau. Con yêu nội không? Con ngồi ra con thường con ngá đó. Nè, bên nội chở cái này. Nè, nói cái chuyện đi. Nói. Nói bên nội đi. Nói. A, B, C. A, C. A, C. Nên những cái nói A, C. A, C. Ốm thôi chị, ốm mà chịu ăn. A, C. A, C. A, C. Cái khi xe rỡ ở đây với bà thì đi thương xe rỡ lắm luôn. Có hung nội miếng nữa kìa. Nè hung nội miếng nữa đi. Nói bà nội phải, okay, phải sống lâu với con. Ừ, nhiều ăn nhiều vô, hung nhiều vô. Hung nhiều vô. Hung nhiều vô. Ok, mama. Love you. Cũng quá vậy. Thôi, mua cơm mình ăn đi. Không có tiền đâu. Mua tiền mình ăn đi. Anh thì là có tiền nữa. Dạ, con nói ăn cơm không có tiền ăn thịt đó. Anh muốn ê. Quảng cáo rồi nè. English or Spanish? I said English or Spanish. Golden.
thương cháu để cháu không khóc nhè, không khóc nhè để bà chồng cái cha phải chồng không. Stop. Ê, một hai ba bốn lịt lịt. Bảy khóc nhè, bà chồng vây trái. Ok, bây giờ sẽ rồi ở đây chắc chắc khe bà nói nha. Đi mẹ vô mẹ coi em. Thì con chơi với nội đi rồi chút xíu vô tắm. Cái này mà giáp phải có cái mà không có mà lấy cái khăn á, bà để chơi nó mà nó ấy hồi nó sọt ra ngoài. Hồi ơi kìa. Đại người ta. Đại. Mặt rồi. No rồi. Rồi đang giữ em. Rồi muốn mà sùm ra miệng. Như vậy. Lấy cái khăn cho ba chùi miệng như con vậy. Cái này nó phải có cái quay á, mình buộc hai cái này này cho nó thích này. Khổ qua quá trời. Khổ quá. Ồ bữa nay mấy trái ớt này nó chín mau. Hôm qua anh cắt chưa hết hả anh? Dạ, hình như nó chưa có chín đậm hả ba. Nó phải chín đậm, nó hơi còn màu cam cam. Lơ lo cho bà nội như vậy nha. Quay nhìn mấy cái này. Cái ai muốn ăn củ qua không? Rau gấp cá nè. Vậy là trong có không ăn rau gấp cá. Đây nhom này ông nội hái vô mất để làm rượu nho mà giờ còn quá trời. Ông mà hái quá trời vô ăn hết đợt canh khổ qua rồi. Bây giờ bữa qua từ xà rách bầu thử thường không có mùa đông thì mình hay ăn tới mùa này tuy mình cảm thấy ngán không ăn quá trời rồi quý vị giờ ăn hết nổi rồi.